Để em chia sẻ cho các bác chút một chút về mộc tàu nhá. Mộc tàu thì ngày trước mà khi vào mới vào thị trường Việt Nam ấy thì nó cái mộc chủ yếu mà đưa vào thị trường Việt Nam là cái mộc hoa màu cam. Cái hoa màu cam và lá nó to như lá chè luôn. Cái lá của cây trà xanh như nào thì lá của cây mộc đấy thì nó y hệt luôn. Và sau một thời gian nó vào Việt Nam thì người ta cái mộc cam đấy về Việt Nam, về thị trường Việt Nam mình nó lại không hợp khí hậu. Nên nó ra hoa rất là ít, hoa này hoa nó màu cam. Các bạn nào mà muốn quan tâm đến cái mộc hoa màu cam, các bạn có thể về Xuân Quan ấy. Về Xuân Quan người ta để đặt ở cái dọc cái đường phà Xuân Quan ấy rất là nhiều mộc màu cam luôn. Bên loại mộc thứ hai của Trung Quốc là mộc hoa màu trắng. Mộc hoa màu trắng, lá nó gần giống lá một mộc tàu mình nhưng mà lá nó cũng to hơn. Lá to hơn và lá nó nhìn nó dại hơn và thân nó ra. Đặc tính của bên Trung Quốc là khí hậu bên này nó lạnh nên là đặc tính cây nó khác của bên mình nhá. Mộc hương bên mình mộc to hoa vàng da trắng. Nhưng mà có trắng đến mấy thì nó không bao giờ có cái nước da nó nhẵn nhụi như bên của mộc tàu. Mộc tàu là cái khí hậu của nó lạnh ấy. Nên là da mộc của nó nhẵn hín luôn. Nhẵn hín và nó trắng hếu luôn. Đấy là một đặc tính mà mình có thể nhìn cái thân của cây mộc tàu và mộc ta để mình phân biệt. Và cái mộc tàu thì có cái mộc hoa trắng nhá, trắng tinh luôn. Nhưng một vài năm trở lại đây nào, tức là cái xu thế hội nhập ý, bên Trung Quốc nó có ra một cái dòng mộc mới mà năm nay mới cả từ năm ngoái với năm nay nó mới về thị trường Việt Nam mình ấy. Nó có mộc hoa vàng. Mộc hoa vàng giống mộc ta mình đến 95%. Giống đến 95% luôn, nếu mà không phải là người chơi mộc chuyên nghiệp thì thật khó để phân biệt luôn nếu mà chỉ nhìn hoa và nhìn lá. Và mọi người cứ bảo là làm thế nào để phân biệt được mộc ta mộc tàu? Bởi vì có cái dòng mộc mà nó mấy 1-2 năm nay nó mới vào thị trường Việt Nam ấy, nó giống mộc ta 90%. Phân biệt như nào? Nhìn lá không thể ra được mà nhìn hoa cũng không thể ra được, mà chỉ có cách là nhìn thân. Bởi vì đặc tính của cây mộc tàu, cái thân của nó khác hẳn mộc ta mình luôn. Cái mộc ta của mình nhá, cái da của nó lúc nào nó kiểu hơi lì lì như này. Cái mộc da của mộc ta mình, da nó có trắng lên mấy thì nó chỉ hơi kiểu trắng, kiểu như kiểu người da vàng, người da trắng ấy. Là cái đặc tính của mình là khí hậu nhiệt đới. Nên là cái cây của mình nó chịu sương gió, lắng gió đấy. Nên là cái cây của mình ấy, da nó rất là lì, da nó lì lì như này và nó kiểu trắng vừa vừa thôi, nó không thể trắng trắng tinh được. Nó không có nước da trắng tinh như kiểu mộc của tàu đâu. Đấy, đây là da của mình nhá, da mộc của mình nhá. Còn nó da mộc của da mộc tàu ấy, nó trắng 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 toát luôn mà vỏ nó mỏng. Vỏ nó mỏng luôn, cái phần vỏ này nó mỏng dính luôn, cái vòng phần vỏ này xong nó trắng toát luôn. Đấy là chỉ có nhìn là phân biệt mộc dễ nhất là nhìn phần thân. Nhìn thân là dễ nhất là để phân biệt luôn. Còn nếu mà như có những bạn mà không chuyên mà cho nhìn lá nó không khó phân biệt lắm. Cái hàng choay choay như thế này này, em đang bán em cái hàng choay choay này em xuất từ 10 cây nhá. Các bạn mua từ 10 cây là em ship. Mua từ 10 cây là em nhận ship từ 10 cây nhá. Đây là có những cây là có bóng tán sẵn rồi, về mọi người chỉ việc nuôi bóng tán thôi này. Đây là cái cây này nó có bóng tán sẵn rồi, về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán này. Đấy, ship từ 10 cây nhá. Mua từ 10 cây thì là giá của nó là mua từ 10 cây thì giá của nó là 1,5 triệu 10 cây. Cách thức là mọi người nuôi bóng nuôi tán như sau, nuôi cây như sau. Mọi người sau khi nhận cái hàng về mọi người tuốt hết lá đi cho em. Tuốt hết lá đi ạ. Bật hết lá đi nhá. Đấy. Bật hết lá đi thì mọi người sẽ nhìn thấy đây là một cây thoát thân rất là đẹp này. Mọi người uốn nó thành một cây thoát thân thẳng tắp nhá. Đấy. Mình uốn từ lúc bé thì cây nó sẽ được cây đẹp. Đấy, thẳng tắp luôn này. Nó không có sẹo. Mọi người mua về mọi người vặt hết lá đi nhá. Vặt hết lá, mình vặt từ sớm thì cây nó sẽ không tạo sẹo cho cây. Mình vặt muộn nó sẽ đâm lên những cái... Trong quá trình mình nuôi nhá, mọi người chú ý nhá, trong quá trình mà mình nuôi cây như này mà ở cây nó có bật lên những cái mầm ở xung quanh ở phần gốc này, nó sát phần gốc mà nó có mọc lên cái mầm đấy thì mọi người phải nhanh tay. Mọi người vặt đi từ lúc nó bé nhá, đừng để cây nó mầm nó to quá. Bởi vì khi mà mọi người để cái mầm nó to quá mọi người mới vặt đi thì nó sẽ tạo sẹo cho cây, thì cây nó sẽ không được đẹp. Mình phải vặt luôn đi nhá. Cái lúc nào nó đâm mầm ở gần ở phần gốc này mà mình không muốn nuôi nó thì mình phải vặt nó đi luôn. Sau đó mình nuôi cái phần trên này này. Phần trên này tạo bóng, tạo tán này. Cái phần này sau khi được bấm ngọn này này, bấm ngọn này. Cấu ngọn nhá, vườn đã cấu ngọn cái phần này thì nó sẽ gây nên hiện tượng là tức nhựa, thì nó sẽ đâm tán như này. Đâm tán như này, về mọi người trồng cái này xuống đất và mọi người làm thế nào để cho nó lại ra tán tiếp. Thì bằng ở đây là có 1 này, 2 này, 3, 4 cái nhánh. Mọi người lấy tay mọi người cấu ngọn của 4 cái nhánh này nhá. Mọi người cấu ngọn 4 cái nhánh này, mọi người lại tiếp tục cấu ngọn thì nó sẽ lại ra bóng ra tán tiếp, nó sẽ ra bóng ra tán tiếp.
Hàng này về là mọi người chơi là chỉ việc nuôi bóng nuôi tán thôi, nuôi bóng nuôi tán thôi, chứ còn nó là dốc thoát thân thẳng luôn rồi.